Dạ con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có gia trưởng hay không? Dạ không có đâu. Vũ ơi, đội có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn? Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ không? Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Trứng luộc. Gạo luộc. Rồi nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học, vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn, nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Có rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được chưa em? Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an, tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm, cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vẻ dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên. Với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải mình, hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ, con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi, yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngăm ngăm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi, con có mấy mối tình rồi? Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ, ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây, đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẳng như con không? Dạ. Răng đều đẹp rồi. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay?
Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá, niềm dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật thủy thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi yên mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Dạ. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Ha. Chào Vũ. Dạ chào cô. Ừ. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ muốn yêu cầu. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em. Và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo. Cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được nhưng mà nó không được khéo cho lắm, nó đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó luộc. Gạo luộc dạ. Trời thì ơi, cũng tương mà dạ nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở rào. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để chờ anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Vậy thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần.
trừ những hôm mà anh trực không thể thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Kiểu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chiến quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không chung nhát là cái gì, nhẹp. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. Hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách, cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh hết trơn. Làm sợ dữ Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau, tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Vũ bây giờ chủ động nào? Chủ động đi Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Cho anh xin cái nữa. Đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Để nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là những giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó
cuộc tình nó trong veo đó, nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương, hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu. Và hãy giữ những khoảnh khắc đó để tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trời đất ơi, cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Con hơi bị nhạy cảm, nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp, về mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ, cũng cố gắng, phấn đấu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi. Con ra nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi, con cao giống như người mẫu vậy đó. Mình là quê ở đâu con? Dạ, con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ, điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con mà thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Với lại có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn phải không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ, con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong anh đó lấy vợ. Xong mà con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi, dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì cô nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề đó. Đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su, tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống mình đây rồi đó nha, tôi thấy giống mình đây rồi kiểu đó. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ, con mét 72. Trời ơi, mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó hả? Ôi xưa đầy 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng, rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè?
Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống dạ. cô á. Ừ. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Ê, còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm. Thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh là thân cận mình. Vậy không là... Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Ừ, chăm dạ. giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được, rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, thường thoảng con cũng có làm mẫu. Con mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Ừ. Cô dân của con làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết à. Đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đúng rồi. Nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Dạ. Tôi đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp. Cô đẹp mà, thì hơi bụng miệng chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời ơi, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty. À, xin mời đại diện xin nhà, mời nhà trai. Chú. Dạ, vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân dạ. và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có... Nhưng mà mình cái cảm nhận của mình góc nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều một bạch thì... Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tức, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp đó. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bó hoa tặng em. Cảm ơn em ạ. Một chút quà xíu nữa, sự cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ em cảm ơn. À em cũng có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tươm tất á. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73-74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được nghề này vậy. Dạ. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Dạ. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động. Nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y.
cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên, dạ, thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng mà anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà, xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen, dạ, nhau yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi, dạ, ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái, dạ, chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi. Rồi bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, Thành này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. À, đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Chào anh em nha. Rồi, hai đứa đi đường này, dạ, xuống đây. Đi thử. Đi xuống đây rồi đi thẳng qua đây nha. Dạ. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp được không? Được luôn anh. Được luôn. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc anh. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ, làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em. Hạnh phúc em ấy. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. À, mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên khai phát cho một nhãn hàng giày của Pháp ạ. Rồi, bạn Ánh 24 tuổi ha. Mời bên trai bên kia giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, Vũng Tàu luôn hả? Ủa sao Vũng Tàu họ không gặp nhau mà họ đến đây mới gặp nhau nhỉ? Vũng Tàu anh làm ở đâu anh? Dạ, Vũng Tàu anh làm ở huyện Xuyên Mộc em ạ. Ủa, Xuyên Mộc, anh có làm gần Bà Tô không? Bà Tô thì đó là gần nhà của anh ạ. Có chừng dạ. Nhà em ở Hòa Bình anh có biết không? Cách Bà Tô 10 cây á. Rồi rồi, Hòa Bình anh biết, anh cũng thường ở đây công tác. À dạ. Hỏi còn có bà con không? Vậy là biết luôn rồi ha. Dạ, địa giới hành chính khu đó thì em biết. Đúng rồi, làm tài nguyên môi trường mà. Dạ. Rành lắm. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất vui vẻ, hòa đồng. Nói như em hay cười. À, em thích nấu ăn và thích làm việc nhà. Còn điểm yếu thì chắc là lúc yêu thì em hơi nhõng nhẽo một tí. Wow. Anh kia, anh có thích phụ nữ, con gái, bạn gái của mình nhõng nhẽo một tí không? Dạ không sao chị ạ, lúc em nhẽo có thể là dễ thương hơn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ thưa là điểm mạnh của em là rất là tự tin khi mà báo cáo hoàn thuyết trình trước đám đông. Có chí làm ăn, đam mê thể thao. Mặc dù người nhỏ nhỏ thế này nhưng mà em rất là thường xuyên chơi thể thao. Chắc khỏe đúng không? Dạ, chính xác. Rồi điểm yếu của em là gì?
đôi lúc cũng hay tự kỷ về công việc, áp công việc, ít nói chuyện ai, tìm một nơi đó yên tĩnh mình suy nghĩ. Công việc em cũng áp lực đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, thì em trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi. Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? Mối tình đầu thì do cũng đam mê về công việc. Mới bắt đầu năm nhất đại học em đã làm thêm rồi. Về cái vị trí địa lý giữa em và bạn gái em hay xa. Mà em đam mê thể thao, em không lấy xe máy, em hoàn toàn em sử dụng sinh hoạt bằng xe đạp. Nên không thời gian quan tâm nhau nhiều nên thì chia tay. Mối tình thứ hai, có thể một phần nào em công việc em ít quan tâm. Một cái điểm khuyết điểm của em là ít quan tâm bạn gái nhiều, chỉ đam mê công việc thôi. Đó. Nếu mình yêu một người đó mà mình không dành thời gian để quan tâm đến họ, đúng là cái đó là người ta gọi là tệ đấy. Bây giờ mình rút kinh nghiệm chưa bạn? Dạ đã, thì trải qua hai mối tình em đã học được bài học rồi chị. Bây giờ mình phải quan tâm bạn gái nhiều hơn nha. Đặc biệt cô này là thích nhõng nhẽo, thích được người yêu chiều chuộng nữa nha. Dạ. Rồi lý do tại sao mình phải cần tìm đến chương trình? Em cũng dễ thương, cũng năng động, vui vẻ, hay cười. Tại sao ấy? Dạ tại lúc còn đi học thì em ham học, mà lúc lên sinh viên thì em thích coi phim ngôn tình đó chị. Nên em gái của em kêu là xem phim ngôn tình riết là ế, mà ế thiệt. Hồi vậy hả? Ủa tại sao coi phim ngôn tình này lại ế? Chị chưa hiểu. Đắc lúc trước mê soái ca quá, còn bây giờ là hết rồi chị. À, mình cứ đòi kiếm người giống như trong phim vậy nên ngoài đời không có đúng không? Em đi tìm soái ca hả? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chia tay cũng 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ, hơn 1 năm chị. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, tại không hợp nhau với anh đó, ham công việc nên ít quan tâm nên... Đó, thấy chưa? Giống cái anh mình bển quá. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Không cần đẹp đâu, chỉ cần dễ nhìn, có duyên là được. Vui vẻ, hòa đồng, không gia trưởng. Hai chị em đi chơi. Đi xe đạp, được không? Được luôn anh. Được luôn. Có những điểm gì em không thích ở người bạn trai? Đừng có nóng tính quá. Lúc mà cãi nhau thì đừng có giằng co, tại vì em rất là dễ tính vậy. Chỉ cần giận nhau rồi qua một đêm là em quên à. Em không có giận lâu. Cứ im im để đó, mai tính ha. Được không? Chắc là vậy. Rồi. Với lại nịn em một xíu là em dễ mềm lòng lắm. À. Chị thấy bên đây cũng dễ lắm đó, không biết bạn trai sao, có tấn công nổi không chứ thấy dễ ẹt à. Mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Quan tâm cho gia đình, có trách nhiệm và biết nên là có cái sự tình yêu đối với xã hội. Ngoại hình như thế nào? Có ngoại hình thì cơ bản thôi em, dễ nhìn. Em nói dễ nhìn như thế nào? Cái câu này mới là khó nè. Ví dụ như là ngoại hình có thể chiều cao khoảng tầm 1m5, 1m6 cũng được. Da trắng hay da ngâm cũng được. Ngắn hay tóc ngắn hay tóc dài đều được. Cái gì cũng được hết. Dạ. Thích là vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với công việc cũng như là áp lực của rồi, bạn trai. Dễ quá, nhưng mà giờ có cái điều nào phụ nữ em không thích không? Nãy giờ cái gì cũng được. Cầm ram. Thiếu quan tâm đến gia đình. Cầm ram. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ thế thôi chị. Dạ em chào chị. Cán bộ nhà nước nha, chững chạc đấy. Có thể hay nghiêm túc mà. Nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc đấy. Bây giờ nếu như mà được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thưa chị, nếu mà được thì chắc khoảng 1 năm. Sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị hết chưa? Tương đối được khoảng 80%. Nhớ dành nhiều thời gian để đưa bạn gái đi chơi. Dạ. Chăm sóc bạn gái nhiều hơn. Lần này mình quen là mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Nhưng mà thấy tướng có vẻ hơi nhỏ con, hơi ốm yếu quá. Thấy ốm gì mà không yếu đâu chị. Chắc không? Dạ chắc ạ. Đâu hít đất thử chục cái coi thử. Em hít ở đây. Dạ đúng rồi chứ đâu giờ. Trên 10 là bo thành 20 luôn ha. Trời ơi. Được. Bo thêm 10 cái nữa đó. Đàn trai thấy dữ chưa? Sức khỏe tốt, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhỏ con nhưng mà nhỏ có vỏ. Để anh xem đàn gái thế nào nha. Ôi, chào em, quá xinh. Anh bên đây thật sự rất là chững chạc. Ảnh cán bộ nhà nước mà. Bây giờ mình bàn cách làm đám cưới càng sớm càng tốt thôi ha. Dạ, chứ vậy chứ tại bà ngoại em cũng hối em có bạn trai quá. Bà ngoại hối hả? Dạ, bà ngoại em là người mong em có bạn trai nhất. Bà ngoại năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 82 rồi chị. 82 rồi? Dạ. Lấy lại lẹ đẻ cho bà ngoại có cháu cố ha. Đúng rồi, phải đẻ liền á nha, lấy liền, đẻ liền. Mấy đứa? Chắc một hai người. Em thích con trai hay con gái? Dạ, con trai. Thích con trai hả? Bạn trai thích con trai hay con gái?
Thưa anh thì quan điểm em con nào là em cũng thích, nhưng mà nội là mẹ em thì thích con gái hơn. À, nhà nhiều con trai quá rồi. Nhà em thì ba đứa con gái nên em thích con trai. Nhà anh thì là ba trai. Trời ơi, sao hai nhà nên này nhiều mẹ thích con gái. Đặng thôi à, mình sinh hai đứa đi em, một trai một gái cho đều. Dạ. Vậy cũng ổn rồi đó, yên tâm. Đàn trai là chuẩn luôn rồi đó. Cha chuẩn chạc chị được con nít của em. Chịu được, anh em chuẩn chạc lắm. Hả? Không đó, anh có kinh nghiệm mới tình được cũ đấy. Rồi anh phải quan tâm tới bạn gái nhiều hơn chứ. Nãy giờ cái gì rồi. Được cho anh đây, chỉ có cái là thiếu quan tâm thôi, mà thời gian nó đã qua rồi. Bây giờ anh nghĩ rằng cần quan tâm phụ nữ hơn, bởi vì phụ nữ là những bông hoa xinh đẹp, mình phải quan tâm, phải chăm sóc ha, để làm cho bông hoa nó lung linh hơn nữa. Hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với em gái em ạ. Cho em gửi lời chào đến em Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào em trai. Chào quý vị khán giả. Chị gái em thì khá là hiền. Ở nhà thì có ba chị em gái, không có con trai, nên phần lớn những cái việc trong gia đình thì chị em hầu như là rất là giỏi. Về phần em trai thì em thấy em rất là được ạ, ở gần nhà. Mà em thích điều đó. Và em tin là bà ngoại em cũng sẽ thích em. Và còn một điều nữa, tất cả những cái nãy giờ em nói thì em rất là thích. Nhưng mà còn một cái vấn đề em đang băn khoăn là em nói là em khá là ít quan tâm bạn gái, mà em lại không có thích điều đó lắm. Vì chị gái em thì một người là khá là lãng mạn, lại thích xem phim ngôn tình nữa. Nên là em mong là em sẽ quan tâm chị em nhiều hơn một chút, và ít nhất một tuần phải đưa chị em đi chơi 2-3 lần. Gái thương chị gái dễ sợ ha. Yên tâm, anh sẽ đưa xuống suối nước nóng tắm một ngày 4-5 lần luôn. Suối nước nóng Bình Châu hả? Dạ. Sao đúng rồi. Anh trai phải hứa với em gái cho em gái yên tâm chứ. Anh sẽ có hứa, cố gắng đưa chị em một ngày đi chơi hai, một tuần đi chơi 2-3 lần. Một ngày đi chơi 2-3 lần. Em sẽ kiểm tra nha. Cảm ơn ạ. Nhà em cứ làm giấy tờ sổ đỏ gì để anh lo. Rồi bạn trai mình hôm nay mình đi với ai nè? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với lại dì em, dì thứ ba. À, và một người ba. Bạn rất là thân của em. Chào dì. Dạ. Chào anh Quỳnh Linh. Dạ xin chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả. Bây giờ dì thấy vui không? Dạ. Vậy giờ thì dì thấy vui không? Vui. Chào hai cháu. Hôm nay thay mặt bố mẹ cháu không có đi được, tôi phải thay mặt mẹ nó, tôi đi cho cháu tôi. Dạ. Nói về vấn đề nhận xét bản tánh của cháu, của dì á, thì cháu yên tâm đi. Thấy còn trẻ thế còn già trước tuổi nữa. Vừa lo đi làm, vừa chịu khó bỏ tiền cho chăn nuôi nữa. Chịu khó làm chứ đi chơi thì ít, nhậu thì không có đâu. Cô thấy con dâu tương lai bên sao vậy? Dạ, cháu thì rất là đẹp xinh, đẹp người, đẹp nết. Ở gần tới lui nó cũng tiện nữa. Rước dâu cũng gần ha. Dạ. Dạ, trời. Dì chào cháu. Dì ở dưới kia lên luôn ha, dì ở Sài Gòn. Dì ở thành phố, nhưng mà cũng thường xuyên đi dì dưới mẹ cháu hoài à. Dì dưới Bà Rịa, Bà Tô, quê dì ở Bà Rịa mà. Dạ. Như vậy là cơ bản là dì cặp này là dì chấm ha dì ha. Dạ. Yeah. Được hả dì? Được. Dạ. Rồi dì đồng ý rồi đó. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai cháu gặp mặt đi. Kéo màn. Không gian này là của hai bạn. Mời. Tham gia chương trình này, anh có món quà nhỏ tặng em. Nó là một chiếc khăn. Thì cho anh xin phép anh cũng được tràn cho em. Dạ. Em cầm cho mình cái hộp. Như có hẹn trước hay sao ha? Ừ. Làm như hẹn đâu từ lúc nào vậy đó. Anh hy vọng thì chiếc khăn này nó sẽ mang lại hơi ấm cho em. Hạnh phúc em. Đẹp á. Hay đấy, cái màu khăn với màu áo giống nhau á. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình yêu nhé. Mời hai bạn cảm nhận về lần đầu tiên mở màn lên gặp nhau thấy như thế nào. Anh ơi, anh có thấy con gái mập không? Em hơi mập. Không, anh thấy em vừa người rồi, không có mập lắm. Qua giọng nói anh không nghĩ em xinh thế này. Nếu như mà được đến với nhau thì em thích sống ở đâu? Em thích sống gần nhà hơn. Gần nhà, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Dạ. Anh thì hiện giờ đang mua được một miếng đất rồi, được chưa có tiền xây nhà thôi. Chắc để cưới mới xây nhà.
anh nghĩ cũng nghĩ thế. Đám cưới lợi. Em suy nghĩ về gia đình như thế nào? Anh nghĩ gia đình thì cần sự vun đắp của cả hai người. Người phụ nữ phải biết chăm lo vun vén cho gia đình. Người đàn ông cũng phải thông cảm cho người vợ và giúp đỡ người vợ, chứ không phải là để người vợ làm một mình. Cảm ơn em, anh cũng thích như thế. Dạ. Cuộc sống vợ chồng phải biết chia sẻ. Dạ. Tôn trọng yêu thương nhau và bà phải tin tưởng. Dạ đúng rồi. Thì nếu tin tưởng anh thì hãy cho anh một lần để tìm hiểu em. Dạ. Đặt tay lên nút bấm nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra lại nhịp tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Nào hãy nắm tay nhau. Cái khăn rất là đẹp. Hợp lý đấy. Hợp lý. Lát nữa hai người sẽ cùng nhau đưa về Xuyên Mộc. Vô tắm nước nóng Bình Châu. Thuận đường luôn ha. Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Chị nghĩ bạn này có 7 năm em sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Thì sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan. Còn anh thì mê em. Mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên, làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... Tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giáo tiếp, giáo lưu thì biết một chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là đó là biết không? Lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi. Khóc nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu vậy mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bảo em cũng là đã tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em mình chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau? Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội. Nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1 năm rưỡi hơn thôi ạ.
Dạ. Xong rồi anh chuẩn bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nên đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 chờ chút xíu. Chào nhà trai. Kém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Kém thôi, kém rồi. Chị sẽ được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá, nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ. Nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống với nhiều khai rồi nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với lại nhiều người trong xã hội. Nhiều người. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống dài hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao. Tôi nói nhạy cảm, hơi khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu gì? Hửi là... Hửi là sao? Nhiều người hửi xong rồi hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, tụi em là đạo đức. Đạo đức? Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết trung thủy, như vậy là tụi em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Quá đơn giản, ai cũng trung thủy. Vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không trung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Để thấy chị dễ thương không? Dạ xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được. Rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ cho anh ạ. Wow. Đặc sắc thật. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi ha. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ, khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn anh. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được.
vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tế hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có, một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống và ở đây luôn? Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về nhà Bến Tre đi, em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À từng về hả? À. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu tôi có đi được. Về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bình Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em mà. chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt cái trường hợp đi, tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói chắc phải tay nắm tay em để cảm nhận được được không? À dạ được. Hai tay bắt, không phải bắt tay, nắm hai tay rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát ở thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. Dạ. Thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì neon. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái dự định của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời, thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1,
2, 3. Có thời gian. Em không bấm. Trời đất, cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tại em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì với cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm giáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi, thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người ta tưởng. Bạn nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta té tội nghiệp người ta vậy thôi. Mày phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Đã rất là nhiều người inbox cho chị xin info của em. Nói chung là mình còn trẻ mà, không sao cả, không vấn đề gì hết. Chúc hai bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Ừ. Rồi. Rồi. Mời hai bạn. Đi đường này được cưng. Qua đây, qua đi luôn. Hay. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là thứ gì? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không có đồng điều... ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, thôi. Để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, là cái gì? Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ 2 bắt đầu.